Chào anh em yêu lăng toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ phân tích thị trường đầu năm về cây mã bạch tuyết anh em. Bắt đầu từ mùng năm thì anh em đi gom cây giao dịch mã bạch tuyết rất là nhiều anh em. Dạ, đang hot luôn, những cái size mà tầm nhỏ nhỏ như tầm 3-4 cm á, tầm bạn nhanh lắm. Mà cây cái đó thì tầm 30-40 triệu đó anh em. Bây giờ phân đọc phát súng đầu năm của anh em là cây bạch tuyết. Anh em đang vật thị trường lan từ cây bạch tuyết trước tiên, sau đó khi mà thị trường nó sôi động ổn định là những cái cây phú thọ hắc ô nó sẽ lên theo anh em. Đó, như thế ô phú thọ như là năm tháng bạch tuyết nó xài chuẩn lắm anh em, xài cái này đó. Thì bạch tuyết thì giá bây giờ thì nó tầm 5 triệu cho tới 8 triệu một xe anh em, giá đang lên từng ngày. Hôm nay thì 19 rồi thì bữa giờ thị trường đang rất là sôi động, bắt đầu từ 4/5 là hai ngày đó là bắt đầu anh em là đi gom bạch tuyết, mua bạch tuyết đã. Bạch tuyết đang rất là hot anh em, giá lên từng ngày. Thì đây là em đang phân tích cái thị trường đầu năm cho anh em, cái cây đầu tiên mà một phát súng đầu tiên để vực thị trường hoặc là tạo sự sôi động của thị trường lan là cây bạch tuyết anh em nha. Khi mà những cây như cây bạch tuyết á nó lên giá rất là cao thì nó kéo theo những cây mỹ nhân, hồng biên thủy, phú thọ hắc ô đều lên giá theo anh em nha. Khi thị trường sôi động thì cây gì cũng lên đó. Nên anh em cứ vững tin mà chơi, em ngại gì, em thì cứ bình thản nhân giống thôi. Nhân giống những cây này là phú thọ HO, bạch tuyết, mỹ nhân, minh châu, khi nào mà được giá thì em đẩy thôi. Hiện tại bây giờ em là những cái size bạch tuyết mà tầm 3-4 cm không đủ hàng để cung cấp cho anh em luôn á, bữa giờ anh em đi gom quá. Rồi thì clip em phân tích thị trường tới đây anh em nha, chào anh em nha.